Chúng ta nên biết rằng vạn vật trên đời nó giống như là cúc mai. Mà đã là cúc mai thì không sớm thì chiều, không nay thì mai nó sẽ tàn. Vinh hoa phú quý, tài sản con người chỉ là một kiếp này mà thôi, không có dài, sớm muộn rồi dù nó không tàn mình cũng bỏ nó mà thôi, chứ mình không có tồn tại được nữa. Thì chỉ có nhìn lại cho thật rõ, chỉ có đạo của Đức Phật thôi, chỉ có Thích Ca đạo vị quyền sâu mà thôi. Thì bây giờ biết cái quyền sâu, biết cái màu nhiệm, cái an vui như vậy để thụ hưởng, thì rạch tim xem được một bầu linh quang, ráng mà tu tập, ráng mà trao sửa tâm tánh của mình để cho cái bầu linh quang này nó màu nhiệm ha. Gọi là nếu ai biết sửa tâm linh mới màu, để cho nó sáng ra, để tu tập, để chờ cái ngày giảng sanh cực lạc, để chờ cái ngày học đạo hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh. Thì đó là cái nhiệm vụ chính của mình, còn tất cả chỉ là mộng ảo ha, tất cả chỉ là cụm mây trước gió, chỉ là bọt nước giữa dòng mà thôi. Thậm chí kể thân con người chúng ta cũng thế, không có cái gì tồn tại hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm thân ái kính chào quý cô chú anh chị cũng như quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Kính thưa quý vị, thì hôm nay được hữu duyên có chú Mừ nhịn đến đây để trao đổi Phật pháp cho quý vị mình cùng nghe. Thì người xưa từng bảo là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, có nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Vì vậy hôm nay có hữu duyên được chú Mừ đến đây để trao đổi một số vấn đề Phật pháp qua một cái đề tài là một kiếp về Tây, tập 13. Vậy giờ này trân trọng kính mời chứ quý vị cùng gặp gỡ chú Mừ. Trước khi gặp gỡ chú Mừ thì cũng có tu sĩ Hồng Lệ là một độc giảng viên rất là ngọt ngào, trẻ trung, sẽ đọc lại lời châu ngọc của Đức Thầy. Vậy giờ này trân trọng kính mời chứ quý vị cùng lắng nghe lời châu ngọc của Đức Thầy qua giọng đọc của chị Hồng Lệ. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, rớt bụi trần mặn lạc thấy ai. Chữ Nam Mô Trì Gia được tâm trai tâm mới quy, trong đạo Phật qua nên quyền bi, chỗ tâm thần tỏa gì nơi thân lòng chí nguyện sở cầu Phật thanh, đốt thiền lâm phương đông chói ánh giác hồn người vượt khỏi sóng mê, dầu cho Phật gần ước trong họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân thầy hết chiều mang câu nhạo ban, nói thầy nói chờ ngày thấp thoáng, dầm im trời thì cứ xa tay.
chèo thoảng đến chúng bồng lai, mới ngơi nghỉ tâm thân của Lào. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa hai đứa em và Ngọc Tâm ở trong nhà cùng với quý chị, các em cháu. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm Tân Sửu. Chúng ta có nhân duyên về với gia đình của Đệ Ngọc Tâm để rồi viếng thăm qua cái tinh thần đạo đức, nhắc nhở nhau tu hành. Và đồng thời cũng là tiếp tục cái chương trình tịnh độ với cái đề tài một kiếp về Tây mà hôm trước giờ chúng ta đã làm xong là 12 tập. Hôm nay đến tập 13 là thành phần niệm Phật tăng trưởng công đức tiếp theo. Thưa với quý vị, nói đến pháp môn tịnh độ thì ai cũng biết, từ người lớn, người nhỏ, người nam, người nữ, người đạo lẫn người đời đều biết pháp môn tịnh độ. Với cách niệm Nam Mô Di Đà Phật thì ai cũng biết hết. Nhưng mà cái yếu nghĩa của vấn đề niệm Phật, được công đức như thế nào, được việc tội như thế nào, rồi kiếp sau được về cõi nào, là vấn đề còn phải nghiên cứu lại. Chứ không phải người nào niệm Phật cũng giống nhau hết. Nếu cái tâm hạnh cao để cầu thoát ly sinh tử luân hồi thì cái người niệm Phật là tăng trưởng công đức để về cõi Phật, giảng sanh cực lạc. Còn nếu thấp hơn, họ những người có nhân duyên niệm Phật để sau này nghe Phật Di Lặc thuyết pháp thì nó cũng có công đức, nhưng mà vẫn ở cõi Ta Bà để dự hồi long qua nghe ba trần pháp của Đức Di Lặc. Nếu trường hợp thấp hơn nữa, có những người niệm Phật nhưng mà mong sống được cái cảnh tiên khoảng người 10.000 năm, một muôn năm đó, thì đó là cái người đó niệm Phật sao sống đời thượng nguyên. Còn thấp hơn nữa thì có người niệm Phật nhưng mà bị gò bó tư tưởng của mình vì lý do không hiểu được cái chân lý của đạo Phật, nên thôi giờ tôi niệm Phật thì có chút phước nữa, sao về trời hưởng phước đủ rồi. Và cái thấp sau cùng đó là có người niệm Phật nhưng mà tư tưởng lại bị bó buộc hơn, với pháp môn tịnh độ không thông thoáng, niệm Phật nó bị kẹt trong cái cố chấp, nghĩa là lo gia đình, lo làm ăn. Chứ kiếp con người mình phàm phu, nghiệp chướng dễ đầy, tu hành đâu có thành tiên thành Phật gì được, mong kiếp sau làm người nữa là quý rồi. Ai cũng có cái lý lẽ cho nhau về vấn đề niệm Phật, nhưng sự thật ra lý lẽ nó phù hợp chân lý đạo Phật hay không đó là một chuyện khác. Mình có quyền bình luận, mình có quyền lý thuyết, nhưng mà cảnh giới Phật hay cảnh giới phàm là tự do tâm của mình, nó có chịu buông bỏ, có chịu giải thoát sinh tử hay không, hay là còn phải chịu khổ đau tiếp tục, nó vậy thôi. Cảnh phàm thì nó đầy dẫy bao nhiêu cái khổ đau, cái tai họa, nó không chừa bất cứ một ai, một chúng sinh nào và một vạn vật nào hết, ở quỷ diệt toàn diện ngay cùng. Còn cảnh Phật thử có đầy đủ cái công đức nhiệm màu quý báu ở bên cõi giải thoát Tây Phương. Bên đó có bảy báo nhất là quan trọng. Vấn đề bảy báo đó đi thụ hưởng mà Đức Phật đã tạo sẵn cho chúng ta, rồi chúng ta có niệm Phật, có tu hành, sau này sẽ thụ hưởng ở đó. Đức Thầy viết dạy mình là cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi ăn dưỡng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi Ta Bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng điều kiện quan trọng tối yếu là phương pháp niệm Phật. Mỗi người có một lý tưởng riêng, nhưng mà cái phù hợp bản nguyện của Phật, của phương pháp niệm Phật là giảng sanh cực lạc là phù hợp nhất. Còn tất cả cái khác là tùy duyên. Cảnh long qua thượng nguyên, cõi trời coi người, mà niệm Phật về với cảnh giới đó là tùy duyên mà thôi, do tư tưởng của mình hiểu hay không hiểu, hoặc chấp hay buông mà thôi. Chứ kỳ thật cái phương pháp niệm Phật là phải thành Phật, niệm Phật là phải về cõi Phật, như vậy mới phải là người niệm Phật. Vậy thì hôm nay với mục đích
của chương trình tịnh độ trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy cũng có tùy duyên để viết. Ví dụ như là thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, hộ niệm quay lên Đức Phật Đà. Sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyện dắt đến cảnh Long Hoa. Những người nào muốn niệm Phật về Long Hoa thì thầy cũng tùy duyên tại nhân duyên ở đó. Về cõi tiên cũng vậy nữa, tức là dặn lòng lục tự mở đường sai, qua bể về quê ngõ chuốt hài, tiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ, chờ người hữu phước đến liên đài. Rồi niệm Phật về người về trời cũng có, như vậy tùy duyên của mỗi người. Nhưng mà ở đây thì ta rút cái phương pháp niệm Phật giảng sanh cực lạc, thì cái chương trình niệm Phật mà tăng trưởng công đức đó là chương trình giảng sanh cực lạc. Đức Thầy viết trong cái bài Viếng Làng Nguyễn Hội Đông đó là: Vinh hoa vườn thể cúc mai, cuối mùa tàn rụi lâu dài đặng đâu, Thích Ca đạo dị quyền sâu, gạch tim xem được một bầu linh quang, mãn còn tư lự tình tang, thuyền từ tới bến thanh nhàn bỡ dân, quá công chí thiện cầm cân, công bình thưởng phạt thứ dân nào tường. Thưa quý vị kính mến, con người có mặt trên cõi đời không ai không thích vinh hoa phú quý. Nếu cái người nào sống trên cõi thế gian này mà vinh hoa phú quý không thích á, thì nó có hai người thôi. Một là chỉ có Bồ Tát và chư Phật mới không thích cảnh vinh hoa phú quý. Thứ hai là chỉ có con người mất trí mới không thích vinh hoa phú quý. Thành phần còn lại toàn diện không có người nào mà không ham thích vinh hoa phú quý. Nhưng mà vinh hoa phú quý, cái thích của mình, cái ham của mình, mà khi mình ham quá, đam mê quá đó, thì mình quên vấn đề đạo đức tu hành. Mình chỉ đón vinh hoa phú quý, đón tài vật đến cho mình mà thôi. Đón nhà, cửa, xe, tàu, vật chất, đón cái gì mới mẻ, sang trọng, để nó thỏa nguyện cái lòng ham thích của mình, sự mong đợi của mình. Nhưng mà Đức Thầy nói nó như cúc mai thôi, cúc mai. Bông cúc, bông mai đó thì nó rất là mau tàn, trong một hai ngày là dữ lắm rồi. Nhưng mà thầy cho mình dài á, thầy nói cho nó dài để cho mình tin, để mình không có phản kháng với lời của Đức Thầy, là cuối mùa tàn rụi. Chứ kỳ thật á, bông cúc bông mai nó không có tới cuối mùa đâu. Bởi vì một mùa xuân nó là bắt đầu 3 tháng, từ tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 nó mới hết mùa xuân. Nhưng quý vị thấy bông cúc bông mai có bông nào mà hết tháng Giêng đâu mà nó hết mùa. Nhưng mà thầy cho hết mùa đó. Cho hết mùa đó. Vậy thì vinh hoa vườn thể cúc mai, người nào đam mê vinh hoa phú quý giống như bông cúc bông mai mà nó không có lâu dài, cuối mùa tàn rụi lâu dài đặng đâu. Tàn tức là nó nở rồi nó rụng hết, rụi tức là nó chết khô cái cây luôn. Tức là bông và cây đều không còn, nó gọi là tàn rụi. Không có cái nào lâu dài hết. Cái gì nó chưa đầy 3 tháng lâu dài vậy? Vậy thì Đức Thầy xác nhận, chỉ dạy cho mình thấy vạn sự trên cõi đời không có gì tồn tại. Bây giờ chúng ta là cái người tu tập niệm Phật cầu sinh cực lạc, về bên cảnh giới Tây Phương cực lạc, thụ hưởng một cảnh giới trường tồn bất diệt, cảnh đó mới lâu dài. Tức là cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, cảnh nó hoàn toàn là cảnh lâu dài. Và vinh hoa phú quý bên kia đó, bên cực lạc đó, mình nói từ vinh hoa phú quý chứ không phải mình nói cái từ là bảy báo nhiệm màu. Thì chính cái đó nó mới trường tồn vĩnh cửu. Chứ còn đây vinh hoa phú quý nó không có bền. Nhưng mà mình đừng có ham, vì sớm muộn nó cũng tàn rủi à, không có lâu dài. Cái kiếp con người của mình đam mê thế gian đó, tài sản vật chất nó là tàn, mà cái con người mình đến nhắm mắt nó là rủi, thì cuối cùng cũng không hưởng được gì hết trơn đó. Nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu, đem tiền của, đem rài hầu non, nó là vậy đó, không còn gì tồn tại hết. Thì bây giờ làm sao biết được cái giả tạm vô thường vậy, làm sao biết nó không có lâu dài vậy, làm sao người ta ngồi đó chờ hả? Hay là ta nguyền rủa nó, ta trông đợi nó, dù cho có trông đợi cho nó có lợi đi chăng nữa thì nó cũng tàn rụi nữa hả? Thể kiếp làm người tạo ra vinh hoa phú quý thì nó cũng tàn rụi, mạng kiếp làm người tạo vinh hoa phú quý nó cũng tàn rụi. Cứ thế mà tính chồng chồng vô lượng kiếp thì vinh hoa phú quý nó cũng tàn rụi hết trơn, nó không còn gì hết. Bây giờ có cái còn nè, Thích Ca đạo dị quyền sâu, cái đó còn á. Thích Ca là đạo của Thích Ca, đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ. Ngài là một cái người đã từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ phú hữu tứ hải, từ bỏ vua cha và vua gia Đà La, kể cả La Hầu La, bỏ tất cả đi với một cái bộ đồ màu y màu vàng đó, một cái thân trần không mang dép, chân không mang dép, đầu không đổi chi hết, để tìm bạn đạo học 5 năm trường, gọi là 5 năm tầm sư học đạo, chưa thỏa nguyện cái kiến thức của mình, tự động phát huy cái chân lý. Tìm cái chỗ nào đó tu tập làm sao để cho thấy được cái sự thật của cõi đời, mới vào rừng thiền ngồi 6 năm nữa, 6 năm cũng chưa thành tựu vấn đề ép sát.
rồi cuối cùng trở lại con đường trung đạo, lại dưới gốc bồ đề ngồi 49 ngày phát nguyện, nếu ngồi đây không tìm ra chân lý, không đắc đạo thì không đứng dậy. Thì lúc đủ 49 ngày, 77, 49 thì sao mai vừa mọc lên, 4 giờ sáng ngày 8 tháng chạp là ngày hoàn toàn quát nhiên đại ngộ, tìm rõ được chân lý. Thì tới đó gọi là quyền sâu. Chữ quyền tức là nó quyền bí, mà chữ sâu tức là sâu kín. Thích Ca đạo dị quyền sâu, tức là cái đạo của Đức Phật vô cùng quyền bí và sâu kín, không có một chúng sinh nào có thể hiểu hết được, ngoại trừ chỉ có chúng sinh đó tu đắc như Phật, nếu không là không bao giờ hiểu biết hết được. Vì vậy cho nên mình đừng có tưởng rằng thế giới cực lạc đơn thuần, rồi mình tính vậy là nó đơn giản quá, vậy thôi không có gì đâu, không cần phải cầu về. Lầm, nói vậy làm chết. Mà càng nói như vậy là nghiệp chướng càng nhiều, càng nói vậy là càng khổ đau nhiều, chứ không bao giờ được hưởng cái gì vinh hoa phú quý của cõi cực lạc đâu. Thì nếu đạo của Thích Ca mà nó quyền sâu như vậy thì đạo của Đức Phật Di Đà cũng quyền sâu vậy hả? Vì Phật Phật giống nhau, chứ không gì lạ chứ, thì cảnh giới cực lạc nó cũng quyền sâu vậy đó. Nhưng mà cái quyền sâu đó nó không có ở bên ngoài giống như là vinh hoa, mà nó ở trong tâm con người, trong tâm con người ha. Cho nên á, ở trong cái quyển tư Đức Thầy viết cái công tu tập của Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha khi chưa thành đạo đó, là lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Ở trong tâm đây à, ở trong tâm. Cho nên nói tiếp theo là rạch tim xem được một bầu linh quang. Mỗi người chúng sanh có một cái bầu linh quang. Bầu linh quang tức là cái chân tâm sáng suốt, là cái trí tuệ nhiễm màu. Bầu linh quang tức là cái chân tâm thanh tịnh, quyền bí ở trong đó. Cái quyền bí nó ở trong cái sáng suốt, cái quyền bí nó ở trong cái thanh tịnh. Nhà Phật gọi là định và huệ. Thanh tịnh gọi là định, mà sáng suốt gọi là huệ. Tất cả chúng sinh có cái quyền bí đó, có quyền sâu đó, mà nó đang ở trong tâm con người đây. Tất cả chúng sinh có cái bầu linh quang đó, nhưng mà ở trong con người đây. Nhưng mà khổ nổi đó, mình không có tìm được cái bầu linh quang, mà mình tìm nhầm bầu độc dược. Mình tìm nhầm cái bầu độc dược. Độc dược tức là tham, là sân, là si, là ba món độc, gọi là tam độc. Chính đó mà chết hoài, sanh hoài, già hoài, bệnh hoài. Chính đó mà khổ hoài, không thôi, luân hồi sinh tử không dứt. Nên bây giờ đó, muốn tìm hiểu được đạo lý thì phải rạch tim, tức là phải tống cổ ba cái vọng niệm thế trần, ba cái sân si nhân ngã, ba cái lục căn lục trần, ba cái ô nhiễm ở trong, tống cổ nó ra hết, rồi đem cái quyền sâu vô cho cái bầu linh quang mình, nó sáng ra. Khi nó sáng ra được rồi đó thì con người mới tu tập, mới tinh tấn và mới hoàn toàn hưởng thụ cảnh giới giải thoát. Còn con người mà nếu không có đem cái bầu linh quang vào trong, không khai thác được bầu linh quang và không có hiểu được cái đạo dị quyền sâu của Phật Thích Ca, thì cái người đó tu lền bền, vì không có tin có cái gì màu nhiệm, không tin có sự giải thoát an vui, nên tu lền bền. Nên nói là mãn còn tư lự tình tan, cứ ở chơi hoài, ngày cũng hai thời vậy đủ rồi, khỏi đi làm đạo cầu nguyện, khỏi niệm Phật, khỏi trao tâm sửa tánh, khỏi gì trơn, rồi lo cha mẹ gia đình, vậy lo làm ăn vậy được rồi, tu sao nữa giờ. Vậy thôi, cái đó là tư lự tình tan, lo chơi vậy ha, vừa tu vừa chơi, giống như chơi vậy, không có lo lắng gì hết. Kêu bằng đặng không mừng mất không lo. Thầy nói đó, thuyền từ tới bến thanh nhàn bớ dân. Chữ bớ dân là kêu tất cả chúng sinh. Thuyền từ là cái đạo, tới bến tức là cái đạo của Đức Thầy đưa mình về đến bến bờ giải thoát. Cái bài cho ông Cò Tàu Hảo không phải nó nói rõ quá sao? Chúc ông thoàn nhã dưỡng lèo, qua bờ giác ngạn sớm treo gương màu. Nơi cửa tạm sông sầu, bể khổ, làng ngựa xe cám dỗ tao nhân. Gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáo nẻo khôn lần bước ra. Rài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường. Đó, tới đó mới mãn cái bản nguyện của mình. Rồi cầu tu cho đạt ngũ hương, rồi quơi gươm trí huệ ma dương hải hùng. Tới đó rồi làm cho chúng phục tùng chân lý, trong sắc thân giám thị lục căn. Đừng cho chúng tính lăng hoàng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Rồi còn nữa, phá ngũ quẩn rước lành tha mái, cội sân si cũng phải tạo trừ. Đem về giác tánh chơn như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, tới đó mới hoàn thành. Vậy thì thôi, ráng cố gắng nghe. Đừng có mà kiểu mà tư lự tình tan hoài, không có được. Thời kỳ này là cái khổ kế bên nó cấp bách đến rồi, nó rất gần gũi rồi. Mà con người thì chết nay sống mai không có biết được, mà cứ tư lự tình tan hoài sao được.
Nếu mà tư lự tình tái như vậy mà không xuống được cái thiền đạo của Đức Thầy đang về bến bờ giải thoát đó, thì là quá công chí thiện cầm cân công bình thưởng phạt thứ dân nào tường tới đó ráng mà chịu. Quá không là cái đạo của trời, là cái luật nhân quả ha. Làm lành làm dữ gì tới đó người ta thưởng người ta phạt á. Nếu làm lành thì người ta thưởng, mà làm ác thì người ta phạt, ráng mà chịu chứ đừng có than. Thưa với quý vị, qua một đoạn văn mấy câu trong bài Diễn Làng Mỹ Hội Đông, rồi chúng ta nhận định rằng thế gian nó là như vậy, thì chúng ta cố gắng tu tập bây giờ để mình đi vào đề chính, cái đề tài Một Kiếp Về Tây tập 13 đó. Đoạn 1 là nhớ lời dạy dỗ Ca Ngâm: Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sợ. Nói cái này đó là nói thế này, giống như cái người mà đọc giảng, bởi vì cái tâm hồn mà yêu đọc giảng rồi đó hen, thì bất cứ đi chỗ nào ở trong tâm cũng ngân nga cái câu giảng của thầy hoài, không buông được, nó ngồi đó. Còn cái người mà yêu niệm Phật rồi, trong tâm lúc nào cũng niệm Phật hoài, không bao giờ bỏ được. Cái người yêu thế gian thì trong tâm nhớ thế gian, yêu danh lợi trong tâm nhớ danh lợi ha. Cái người mà yêu lục căn lục trần trong tâm nhớ lục căn lục trần, hãy yêu cái gì thích cái đó, nhớ cái đó. Ở đây Đức Thầy dạy mấy cái đó không nên nhớ nữa, vì nó không có lợi cho mình. Mà Thầy dạy là nhớ lời dạy dỗ Ca Ngâm: Di Đà sáu chữ, cái đó ra mới nhớ. Danh lợi cảm tình quy quyền phú quý nó nhiều lắm, mà sáu chữ nó gọn hơn, nó không có nhiều, nó dễ nhớ. Nên nói là trên cùng dưới dầu thầy hết, tưởng tưởng đều trung chánh mấy màu, việc vui sai mèo mã đâu đâu mà hãy dẹp gác nhớ con lục tử, thì nhớ cái đó mới phải. Mà nhớ đó nhớ trong tâm, trì tâm chớ sờn. Chớ sờn tức là đừng có khờn, đừng có mẻ, đừng có để quên, đừng có để mất câu lục tử trong tâm mình. Thay vì giờ trong tâm mình nó thường niệm chúng sanh, thì thôi bây giờ mình trì chúng sanh, mình trì tâm chúng sanh, phải không? Trì tâm lục tử thì nó phải hơn, mà trì tâm chúng sanh đó tới giờ mình trì danh lợi thế gian đủ thứ trong tâm mình, nó đâu không có đâu, trì hoài thôi bây giờ mình đổi lại trì tâm lục tử. Tức là Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn, lúc nào mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đi cũng vậy, đứng cũng vậy, ngồi cũng vậy, nằm cũng vậy, ở nhà cũng vậy, ngoài đường cũng vậy, một mình cũng vậy, đông người cũng vậy, làm cũng vậy, quẩn cũng vậy, ngủ cũng vậy, thức cũng vậy, lúc nào bao giờ mình cũng trì tâm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ. Nếu cái người mà trì tâm Nam Mô A Di Đà Phật được sáu chữ như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy cái sức mầu nhiệm từ nó, cái công đức của danh hiệu Phật ha, tự nhiên nó biến hiện ra, chuyển thể con người của mình, bao nhiêu tai họa tự nhiên nó bay, mà bao nhiêu công đức đó tự nhiên nó đến. Cái đó là do nơi trong tâm mình đã chuyển được cái vọng niệm thế trần ha. Mình không có trì tâm cái vọng niệm thế trần mà trì tâm lục tự, do đó mà cái sự thù thắng của câu Phật hiệu chính mình sẽ ảnh hưởng được. Muốn được như vậy thì mình phải trì tâm chớ sờn, tức là đừng có để xa, đừng khờn mẻ, tức là đừng có để quên câu Phật hiệu trong tâm. Người tu tịnh độ cái chỗ này là chỗ tất yếu, chỗ này là chỗ tất yếu. Mình cứ lo cái trì thế gian hoài, mình trì thế gian thì nó khổ lắm nhiều rồi, thôi bây giờ mình đổi lại trì tâm lục tự, nghĩa là ráng Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn, có sáu chữ thôi, không có dài dòng gì hết trơn, nó dễ lắm, ráng mà tu trong một kiếp này. Nếu chúng ta cứ trì tâm được như vậy đó, thì là công đức chẳng thể nghĩ bàn gì được, hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng trì tâm như vậy thì công đức bàn có hết, gọi là không thể nghĩ bàn. Và tất cả chư Phật mười phương đều hộ niệm mình. Mình đã có cái lực khi trì tâm công đức nó viên mãn rồi, mà được chư Phật hộ niệm cái nữa, mà mỗi vị Phật là công đức viên mãn, mà ở đây nếu chư Phật mười phương thì quý vị biết bao nhiêu chư Phật mà nói, biết bao nhiêu chư Phật mà nói, mà mỗi vị Phật hộ niệm mình vậy là thêm công đức. Một mình là một lần công đức bất khả tư nghị rồi, mà mười phương chư Phật như vậy đó, mình tính đi, mình nói mười phương đi, có mười vị Phật ha, thì một vị Phật như vậy là công đức bất khả tư nghị, mà mười phương là mười vị Phật như vậy là mười lần công đức bất khả tư nghị, cộng với mình một nữa là mười một lần công đức bất khả tư nghị. Mà ở đây nói mười phương chư Phật tức là vô lượng bất khả thiết công đức bất khả tư nghị, không thể tính đếm hết được. Cho quý vị biết công đức Phật hiệu nó màu nhiệm như thế, cho nên chúng ta phải siêng niệm mới được. Bây giờ tới đoạn 2 thì rút một cái đoạn văn tản ở trong cái môn hoàng diệt: chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ. Trong tâm cũng vậy thôi, giống như hồi nãy là Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sợ, thì ở đây đó trong tâm mình chuyên tâm niệm Phật. Việc trước nhất là chuyên tâm niệm Phật,
Vì niệm Phật là cái chuyện của mình làm, còn mình làm cho mình, còn giúp thế độ đời là cái chuyện mình làm cho đời. Muốn làm cho đời mình phải có vốn, muốn bố thí cho đời trong túi phải có tiền. Trong túi không có tiền mà đi bố thí người ta, cái đó mình đi chơi, chứ mình không có tiền đâu mà bố thí. Mình nói suông chứ mình không có làm được. Bây giờ ở trong tâm mình nó có danh hiệu Phật mãi rồi, là công đức vô lượng vô biên rồi, thì khi mình ra mình giúp thế độ đời, tự nhiên cái công đức nó đến, cái phước báo nó đến. Rồi mình sẽ có vừa vật chất đi giúp đời, mà mình có cái công đức để giúp đời nữa. Tức là hai mặt vật chất tinh thần giúp đời nó viên mãn. Nên đây để nói là chuyên tâm niệm Phật. Chữ chuyên là rồng rặc, có một mà thôi. Trong lúc đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật mà thôi. Sáng chiều sớm trưa cũng niệm Phật mà thôi. Ngày đêm cũng niệm Phật mà thôi. Tất cả mọi người trong nhà cũng chỉ niệm Phật mà thôi. Đi ở nhà hay đi ngoài đường cũng chỉ niệm Phật mà thôi. Gọi là chuyên tâm niệm Phật. Bởi vì Phật là công đức viên mãn mà Phật đâu có nghèo ha. Do đó mà mình niệm Phật chừng nào thì mình sẽ có công đức viên mãn. Mình quá rành kinh Di Đà rồi. Phật Thích Ca thuyết là bên kia là bảy báo được công đức viên mãn của Phật Di Đà. Mà mình niệm Phật Di Đà là mình công đức viên mãn, thì cái tâm mình lúc đó cũng có bảy báo trong trọng. Thì là nhà đạo là sai bằng bảy báo trong tâm. Mà bảy báo trong tâm có, tự nhiên vật chất bên ngoài tuôn đến. Nó vậy đó. Pháp môn tịnh độ nó khó tin là chỗ đó, phải tin mới được. Giúp thế độ đời. Chuyên tâm niệm Phật là tự mình tu cho mình, giúp thế độ đời tức là mình tu cho mọi người giúp đời. Nhưng mà người chuyên tâm niệm Phật, người giúp thế độ đời thì có hai điều không nên làm. Một là đừng chứa điều phiền não, và hai là đừng có để bụng tham lam ích kỷ. Nếu chuyên tâm niệm Phật mà chứa điều phiền não đó là không bao giờ niệm Phật được. Gặp ai nó cũng phiền não, gặp gì nó cũng phiền não hết trơn á, niệm không có được. Còn nếu mình niệm Phật mà để bụng tham lam ích kỷ là gặp cái gì mình cũng hốt, gặp cái gì mình cũng khởi, mình tham hết, thì không bao giờ niệm Phật được. Cho nên người niệm Phật là không chứa điều phiền não, người niệm Phật là không có tham lam ích kỷ, như vậy mới phải là người niệm Phật. Cái ông này thì ông sân, cái ông nói ông kia sao ông cọc quá, ông kia cái ông cọc, cái ông nói ông này sao nóng quá, ông này ông nóng, ông nói ông kia sao giận quá. Tôi tưởng sao ông nóng, ông sân, ông cọc, ông giận cũng có ông một. Không ông nào khác chứ. Mình phiền não, gặp người ta não phiền cũng giống nhau thôi, gì đâu lạ. Không cần. Chỉ giờ bây giờ ông nào cũng vậy, bà chị nào, anh nào cũng vậy, bây giờ lo niệm Phật là đủ rồi. Mình niệm Phật như vậy đó thì mình diệt được phiền não. Mình giúp thế độ đời như vậy đó, tức là mình diệt được tánh ích kỷ. Quý vị nghe cho rõ chỗ này phân là chuyên tâm niệm Phật tức là diệt phiền não. Vì phiền não bên trong mà niệm Phật cũng bên trong, cho nên diệt phiền não. Còn giúp thế độ đời ở bên ngoài, giúp thế độ đời bên ngoài thì mình diệt được tham lam ích kỷ. Bởi vì tham lam ích kỷ là từ cái tánh mình khởi lên. Nhưng mà mình đã đem của cho người ta đâu còn tham nữa. Của mình có còn cho người ta, huống chi lấy của người khác về sao. Do đó mà diệt được tánh tham của mình. Thì như vậy đó là công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Bây giờ tới đoạn 3. Vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật, và ráng sức làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Cái thứ ba đó là niệm Phật nhớ Phật, và niệm Phật tu bốn đại đức của Phật. Đức từ, người niệm Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật, phải có đức từ, thương yêu muôn loài, chứ đừng có nói muôn người, loài nào cũng thương hết. Nhất là con trùng, con kiến, con muỗi, con ruồi, những cái con nhỏ nhoi đó, có đôi khi mình chủ quan mình giết nó đó nghe. Nhà tu niệm Phật phải trưởng dưỡng nó, giống như ngày xưa đức thầy lúc còn ở Hòa Hảo đó, vào cái năm mà năm Kỷ Mão có đó nước nhiều đó, tháng 9 đó nước nhiều. Nước nó ngập với Tây Lan, tức là phía dưới này mình đi lên Đông Lan, Đỗ Đình đó. Cái ngập lên cái nền, cái bắt đầu kiếm nó vu vô cột nè, có ổ. Đức bà lấy dầu chế vô đốt. Đức ông trên, đức thầy đi ở trên đi xuống, đức thầy nói, đức bà cả, người ta cũng có tánh Phật như mình, nếu bà không cho tở bà đuổi đi, bà đừng có đốt người ta vậy, chết tội lắm. Cái thứ hai là ông Năm Lửa ha. Đức thầy quá độ cái tánh nóng cho ổng. Thấy không? Mấy con rệp nó cắn thầy mà ổng giết thầy rầy. Cái thứ ba tôi không nhớ là ông chú cưu hay ông nào đó, có người đập mũi cho thầy ngủ, thầy cũng rầy. Thầy nói nó có Phật tánh như ta không khác, ta không cho nó cắn thì đuổi đi, đừng nên giết nó. Như vậy thì ở đây đó mình thấy rằng đó, người niệm Phật có đức từ. Rồi thứ hai là người niệm Phật có đức bi. Đức bi tức là thí giờ thí dụ mình thấy con vật nào nó đang bị khô, chết khô, hay là nó đang bị cái cảnh nào sắp sửa mới chết á, mình tìm cách cứu khổ nó, nó gọi là đức bi, là cứu khổ. Con người đang lúc nghèo khổ bệnh đau, mình tìm cách giúp đỡ họ, cái đó gọi là cứu khổ. Thứ ba, người niệm Phật phải có đức hỷ, tức là quan hỷ.
vui vẻ chấp nhận với cái thuận cái nghịch để mà mình niệm Phật. Và thứ tư là người niệm Phật phải có đức xả, tức là buông hết. Thế gian cũng buông mà xuất thế gian cũng buông, buông tất cả, chỉ có trong tâm mình có đức Phật và danh hiệu Phật mà thôi. À, niệm Phật nhớ Phật, khi nhớ Phật rồi là tu bốn đại đức của Phật. Hay kinh Lăng Nghiêm nói, kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát này nói, nhược chúng sanh tâm ức Phật niệm Phật, tức là chúng sanh dùng cái tâm nhớ Phật để niệm Phật. Vậy thì mình dùng tâm nhớ Phật niệm Phật, mà nhớ Phật thì mình niệm Phật như vậy thì mình đâu có mất bốn đức từ bi hỷ xả đâu. Vậy là mình không có vi phạm, mà không vi phạm vào trong bốn cái đức từ bi hỷ xả của Phật. À, như vậy đó, tức là cái người niệm Phật sẽ có công đức vô lượng vô biên. Vậy thì ở đây nói là, vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật và ráng sức làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Vừa niệm Phật, vừa nhớ Phật, vừa tu bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như Phật, gọi là chứng quả như ngài. Không chứng quả ở đây, về Cực Lạc cũng chứng quả, vì mình niệm Phật là thành Phật, niệm Phật là nhân mà thành Phật là quả. Do đó mà niệm Phật phải biết công đức của Phật, đại đức của Phật. Nếu được như vậy thì công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đoạn 4. Vậy ta nên niệm Phật, phải biết đại đức của chư Phật và làm sao cho ta có thể đắc được bốn đức ấy. Hồi nãy đoạn trên đó là niệm Phật là làm theo bốn đại đức của Phật, đó gọi là nhân tu. Đoạn dưới này đó, niệm Phật là phải biết đại đức của Phật và làm sao cho ta có thể đắc được bốn đức ấy, đó là quả chứng, gọi là đắc đạo. Niệm Phật mà có nhân tu bốn đại đức thì niệm Phật có quả chứng, có chứng quả Phật. Có chứng quả Phật tức là mình đã đắc được bốn đại đức của Phật. Hèn ơi, cái người mà đắc được bốn đại đức của Phật, ta nói cái tướng đi nó trang nghiêm, nó khoan thai, hắn đối với ai cũng sanh lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, không có bao giờ có cái vọng niệm thế trần ở trong đó, thấy rất là kính trọng người đó. Đoạn 5. Nên nay hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sanh. Người niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà thành tâm niệm rất là ít. Nếu muốn hiệu quả của người tu tịnh độ cầu sinh Cực Lạc thì người niệm Phật phải thành tâm. Vì có thành tâm niệm Phật đó mới đoạn được vọng niệm thế trần, gọi là niệm chúng sanh. Nếu niệm Phật không thành tâm, nếu quý vị bây giờ kinh nghiệm đi, khi mà mình cúng xong đó, mình lên mình ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, nếu mình ngồi niệm mấy chục phút hồ tùy sức khỏe khả năng, nhưng khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, một niệm nào thành tâm là tự nhiên cái vọng niệm thế trần nó biến mất. Còn cái niệm nào mà không thành tâm đấy, là ba vọng niệm thế trần nó vẫn dơ, có nó gịch mình bên đây, nó kéo mình bên kia, nó lôi được chỗ lần sau, nó rút đầu đưa đầu mình lên trước, nó tìm cái thế nó phá mình hoài. Nên do đó mà Đức Thầy dạy là thành tâm niệm Phật. Thành tâm là thật tâm thật lòng đó, mình niệm câu danh hiệu Phật. Khi mình thật tâm mình niệm thì cái tay mình chấp hay để dòng cũng được, nhưng mà trong tâm mình phải biết là mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm đang trong tâm, mình đang niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình nghe rõ ràng, tâm niệm tai nghe rõ ràng như vậy không có lạc, đó gọi là thành tâm niệm Phật, thì không có một vọng niệm phiền não nào chen vô đó được hết. Thì đó gọi là đoạn một niệm chúng sanh, tức là lìa được một niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh là niệm vọng đó, chứ không có gì lạ chứ. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta hãy kinh nghiệm ha, để kinh nghiệm cái công đức niệm Phật, cái kinh nghiệm cái sự tu tập của chúng ta, để cái lời dạy của Đức Thầy nó không phí uổng, mà cuộc đời tu chúng ta cũng không bỏ dở nửa chừng. Hãy cố gắng niệm Phật được như vậy thì công đức không thể nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm thì lo gì mà mình không được. Bây giờ tôi nói giả sử như cái người nào bị vọng niệm nhiều, bị phiền não nhiều, bị hôn trầm nhiều ấy, thí dụ vậy đi, nhưng mà quý vị cứ siêng năng niệm Phật hoài, bữa nay mình niệm cũng bị vọng niệm, ngày mai mình niệm cũng bị vọng niệm, bữa nay mình niệm cũng bị hôn trầm, ngày mai mình niệm cũng bị hôn trầm, nhưng mà bữa nay vẫn niệm, mai vẫn niệm, mốt vẫn có hôn trầm vọng niệm, nhưng mà vẫn niệm, cứ tập niệm hoài cho quen như vậy đó, dù mình không được đi chăng nữa thì cuối cùng chư Phật hộ niệm mình cũng được, bởi vì mình đã hết khả năng mà. Mình biết trong tâm mình vọng niệm mê làm như vậy, hôn trầm như vậy, nhưng mà mình vẫn niệm không có bỏ. Phật cũng thấy ông thương mình lắm, do đó mà ông phải hộ niệm cho mình, phải trợ trưởng cho mình có công đức, chứ không có cách nào khác. Và ngày lâm chung của mình nhất định là Phật sẽ rước mình, để cho mình thiệt tâm, giống như đứa con mà thiệt tâm phụng sự tài sản, thiệt tâm phụng sự cha mẹ, lo cho làm ăn thì đứa con đó không bao giờ nghèo, và được luôn luôn lúc nào cũng được cha mẹ kề bên để lo lắng. Vậy thì cái thành tâm niệm Phật là cái tất yếu. Bây giờ đọc đoạn văn trong lời trong kinh Di Đà Sớ sao: bổn vô sanh diệt hà hữu ức vong, thể tiệt khứ lai thì thành kim lạc, nhất diệt bất di nhất đa thượng hề tồn, định thả vô định hình loạn tương an ký, như tư hội đắc
chung nhật niệm Phật, chung nhật niệm tâm, chung nhật niệm tâm, chung nhật vô niệm, tức tâm tức Phật, phi tâm, thị tắc danh di chân niệm Phật giả. Bây giờ giải nghĩa thế này, vốn chẳng sanh diệt, có gì là quên và nhớ? Cái chân tâm của mình nó không có sanh có diệt, thì đâu có gì là quên là nhớ. Có người có sanh có diệt nó mới có nhớ có quên. Còn chân tâm nó vốn là không sanh không diệt thì không có cái gì để nhớ mà cũng không có cái gì để quên. Thể chọn chẳng có đến đi, lấy đâu xưa và nay. Cái thể tức là cái thể thanh tịnh á, cái tâm thanh tịnh, thể nó thể thanh tịnh thường không quyên náo đó. Cái thể đó nó trọn vốn không có đến và không có đi. Cái thể nó thanh tịnh là chỗ nào cũng có, gọi là pháp thân, thì ở đâu mà đến và đi về đâu? Không có đến đi cho nên nó không có xưa và nay. Một cũng chẳng phải là một. Bởi vì nếu mình cái thể mà nó thanh tịnh rồi, nó còn có một tức là còn vọng chưa phải tịnh. Mà nếu không phải một cũng là vọng chứ chưa phải tịnh. Nên nói một chẳng phải là một, mà làm sao có nhiều cho được. Thì một cũng chẳng phải một, mà nhiều cũng chẳng phải nhiều. Cái đó nó khó hiểu lắm, nó khó hiểu lắm. Nhưng bây giờ chúng ta lấy thí dụ thế này nè. Đây là một cái bông hoa, thấy không? Cái bông hoa này mình lấy một cái bông hoa đi đó. Mình lấy một cái bông nha. Một cái bông này quý vị nhìn kỹ. Một cái bông thì bây giờ mình cầm trên tay đó là một cái bông. Ở dưới này cái chậu này nó là 20 cái bông, thí dụ vậy ha. Thì bây giờ mình đưa vào đây đó, thì bông là bông giống nhau, có gì đâu là một. Quý vị có hiểu không? Bởi vì tất cả cái bông nó giống nhau là một, nhưng mà đâu có gì đâu là một. Đưa đây thì dù 20 cái nó cũng vẫn có một, mà giờ rút ra dù một cái nó cũng không phải là một, bị nó thứ nhau hả? Thấy không? Thì chân tâm của mình, chân tâm của Phật nó giống nhau kiểu này nè. Phật đưa vô mình nó cũng giống vậy đó, đâu phải một. Mà mình hợp với Phật cũng giống vậy đó, có gì đâu hai. Cho nên chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải ít, là như thế. Như vậy thì cái chân tâm của mình nó như vậy. Mà trong đó phải nhờ câu Phật hiệu đặng mà khai mở cái này ra. Định còn chẳng có hình trạng nhất định, loạn nương vào đâu, cái này mới là hay nữa. Khi một khi cái thể nó thanh tịnh rồi thì cái tướng định không có, làm gì có cái loạn. Tướng định nó có định thì nó có loạn, mà không có định nó không có loạn. Bây giờ trong nhà này nó có vật chất hết trơn là có, nhưng mà cái hư không nó không có vật chất, cái gì là có? Mà nó không có vật chất thì cái gì là không? Mấy chị có hiểu không? Nó không có vật chất thì lấy gì mà có? Mà nó có vật chất nhưng mà không có gì hết. Không có vật chất nó cũng có nhưng mà không có, không bao giờ có. Tại vì có trong cái giả, nó không có thật. Vậy thì ra hư không nó trở về với hư không mà thôi. Nói cái này thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà kỳ thật ra khi mình niệm thành tâm rồi nó sẽ đạt cái đó. Tới đó quý vị thấy nó lào lào trong tâm mình, trời ơi dữ lắm, nó an lạc. Hiểu như vậy thì suốt ngày niệm Phật chính là suốt ngày niệm tâm. Nếu mình hiểu được vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật chính là trong tâm mình niệm cái tâm mình. Bởi vì tâm mình là tâm Phật thì niệm Phật niệm tâm nó không có khác, phải không? Niệm Phật cũng là Phật mà niệm tâm cũng là Phật. Bởi vì mình niệm Phật là niệm danh hiệu Phật Di Đà, mà niệm tâm đó tức là niệm cái tâm mình, mà tâm mình là tâm Phật. Mà tâm Phật thì kinh Niết Bàn nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Vậy thì tâm Phật của mình, tâm Phật chứ Phật giống nhau không có khác. Chứ thì niệm Phật cũng là Phật, mà niệm tâm cũng là Phật, mà niệm tâm cũng là tâm, mà niệm Phật cũng là tâm. Tâm và Phật không có khác, nó là vậy đó. Nên suốt ngày niệm tâm, suốt ngày niệm tâm tức là suốt ngày vô niệm, tới cái chiều cao của Đức Lục Tổ. Suốt ngày niệm Phật, rồi suốt ngày niệm tâm, rồi suốt ngày vô niệm. Bởi vì Phật, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, rồi niệm vào tâm mình rồi, thì tâm và Phật đã khế hợp với nhau rồi, thì tới lúc đó nó vô hình vô tướng rồi, còn cái gì nữa đâu mà có niệm. Cho nên nó là vô niệm, vô niệm mà niệm đó, nó ngộ vậy đó, vô niệm mà niệm. Chứ không phải nó không niệm mà vô niệm là không niệm, không phải như vậy nha. Có một vị đồng đạo ở bên Trung Quốc, người ta tu, người ta niệm Phật đến cái trạng thái mà nhất tâm rồi đó, người ta làm mấy câu thơ thế này nè. Khoảng trời chiều nha, ta ra cái mấy sông lớn, trời trong lặng gió êm ha, người ta ngồi cặp mấy sông, có cái trời rằm nó trăng sáng soi rọi xuống mặt nước, rồi cái sóng nó trời yên, rồi mặt sông lớn nó sóng nó lăn tăn bằng ngón tay vậy nè. Ta ngồi đó ta niệm Phật, thể tự nhiên ta thể nhập vào chân tâm của ta, cái bắt đầu tự nhiên ta đọc mấy câu thơ kệ thế này nè. Là tâm yên bỗng khởi niệm Di Đà, trong cái chân tâm nó đã yên tĩnh rồi, nó không còn cái vọng niệm thế trần nào nữa hết á, thì trong tâm chỉ nó còn Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Nên nó là tâm yên bỗng khởi niệm Di Đà, nước lặng đều đều gợn bích ba. Bích ba là cái lượng sóng lăn tăn ngón tay nè, nó đều trên mặt nước đều rang như vậy. Muốn nói là trong tâm lúc nào danh hiệu Phật nó cũng đều rang như vậy, không vắng thiếu, gọi là nước lặng đều đều gợn bích ba.
muôn niệm tan về nơi chẳng niệm, tức là niệm ngàn muôn câu mà giống như không có niệm câu nào, gọi là muôn niệm tan về nơi chẳng niệm. Vì cái niệm đó là cái niệm thanh tịnh rồi, nên nó không chấp vào cái niệm nữa, nên niệm niệm nào buông niệm nấy mà không bao giờ vắng thiếu. Muôn niệm tan về nơi chẳng niệm, mà trong vô niệm niệm hằng xa, tức là tuy rằng không niệm mà trong tâm không có bao giờ không niệm. Hồi nãy đó, muôn niệm tan về nơi chẳng niệm, tức là niệm ngàn muôn mà không chấp một niệm nào, thì là tới cái câu thứ tư đó, mà trong vô niệm niệm hằng xa, vì không chấp cho nên trong tâm vậy, tuy không niệm nhưng mà trong tâm lúc nào cũng niệm 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 hằng xa, tức là cái câu niệm Phật nó nhiều như bãi cát, trong tâm nó nối liền không bao giờ dứt. Thì cái tâm như vậy đó gọi là cái tâm thanh tịnh, và niệm đến chỗ đó gọi là niệm dứt tâm bất loạn. Thưa quý vị, bây giờ đó mình mới thấy rằng cái ngày vô niệm đó là cái chính thức quan trọng. Vậy thì chính là tâm, chính là Phật, chính là chẳng phải tâm chẳng phải Phật, do vậy là thật sự niệm Phật. Cái sức màu nhiệm của câu Phật hiệu như thế, thì niệm vậy tức là công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Và đoạn 6, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh. Hồi nãy đó là thành tâm một niệm thì lìa một niệm chúng sanh, mà bây giờ đó thành tâm niệm niệm thì lìa tất cả niệm niệm chúng sanh. Bởi vì trong tâm chúng sanh nè, Đức Thầy nói còn trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, thì tới đây mình niệm niệm Phật tức là lìa hết trơn cái niệm niệm chúng sanh, tức là lìa hết cái mê làm niệm niệm mê làm chẳng dứt đó. Nó dứt hết, không còn cái niệm niệm mê làm nữa, thì cái đó gọi là cái công đức chẳng xiết nghĩ bàn thì được hết thảy chư Phật hộ niệm. Và cái sau cùng đó làm cái đoạn kết của hết cái phần này. Bây giờ phân lại nha. Vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật, đó là niệm Phật nhớ Phật. Thứ hai, vậy nên niệm Phật phải biết đại đức của Phật, đó là niệm Phật biết Phật. Thứ ba là thành tâm niệm Phật. Thứ tư là dứt tâm niệm Phật. Và cái thứ năm là bản lai tâm niệm Phật. Nhưng mà thứ năm chưa có tới cái tập này, tập sau mới tới. Bây giờ mình tới cái bàn cái thứ tư thôi. Tức là cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Bắt đầu từ một niệm thành tâm niệm Phật, đoạn được một niệm chúng sanh, lên đến cái thứ hai là niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, lên thứ ba là nhất tâm bất loạn, tới đây là lìa tất cả niệm chúng sanh. Lìa tất cả niệm chúng sanh cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, tức là hết rồi, hết chưa, không còn. Đó, như vậy thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Một khi niệm được nhất tâm bất loạn rồi thì nó đoạn trừ được hai cái. Một là đoạn trừ lòng ham muốn, hai là đoạn trừ các tình dục. Nên nói thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Ham muốn thì cái tâm ham muốn con người đó là biết sao để được túi tham, không ngăn không đáy nó làm càng làm không kịp. Cái túi tham của người không có đáy. Nhưng mà người niệm Phật tới đây đó là biết công đức niệm Phật nó không thể nghĩ bàn, và cõi cực lạc có đủ, tự nhiên nó phá lấp cái túi tham hết, nó lấp đầy cái túi tham, nó không còn tham nữa. Gọi là lòng ham muốn đã hết, và các tình dục cũng hết luôn. Hãy hết ham muốn là hết tình dục, mà hãy hết tình dục tức là hết ham muốn đó. Thì con người khi niệm được nhất tâm bất loạn đó, khi niệm được một niệm thành tâm và niệm tất cả niệm Phật để đoạn tất cả niệm chúng sanh đó, thì nó chỉ còn có hai cái thôi. Tất cả những cái tâm vọng niệm thế trận nó hết trơn, nó chỉ còn là hai cái. Một là cái ham muốn và hai tình dục. Mà niệm khi nhất tâm bất loạn là đoạn luôn đó, đoạn luôn hai cái này. Tới đây là nhà đạo thành công ở bước 1. Thì cái chỗ này là cái chỗ bằng giảng sanh cực lạc, mà ở là cái cõi là thật báo trang nghiêm tịnh độ, tức là cõi tịnh độ thứ ba. Như vậy thì ở đây đó thưa quý vị, nhất tâm là gì? Là một lòng. Một lòng gọi là nhất tâm. Mà bất loạn, nhất tâm mà không có bất loạn là có lúc nó loạn lại. Mà nhất tâm bất loạn tức là nó một lòng luôn luôn thanh tịnh, không có loạn lại nữa. Trong tâm mình chỉ có một niệm mà thôi, nó không có loạn lại nữa. Vậy là gọi là nhất tâm, nhất tâm bất loạn. Bây giờ thì mình kiểm thử nha. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe kỹ trong tâm của mình, nó còn có cái loạn tí ti nào nữa hay không. Mình được nhất tâm rồi đó, mà coi kỹ, nghe kỹ, nhìn kỹ trong tâm mình nó còn loạn cái gì hay không. Giả sử như bây giờ mình chiều, mình cúng chiều xong rồi mình vô một mình ngồi niệm Phật, ngồi đâu đó đang trang nghiêm đàng hoàng, mình niệm từng câu mình nghe kỹ rồi đó. Nhưng mà kiểm cho thật kỹ lại nó còn tí ti nào loạn nữa hay không. Kiểm cho thật kỹ mà chỉ còn niệm niệm nối liền đó, nó không có cái gì chen vô thì nó hết loạn. Còn nếu nó còn cái việc nhà, việc này, việc kia chen vô, dù là
cái việc Phật pháp chen vô nó cũng vẫn còn lọt, nó chưa hết lọt. Mà chỉ giờ này chỉ có một câu danh hiệu Phật mà thôi thì nó mới hoàn toàn hết loạn. Đó gọi là bất loạn. Không phải sớm chiều hai thời đó không, mà đi đứng nằm ngồi cũng vậy. Một khi đi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình kiểm coi tâm mình nó còn loạn. Khi mình đứng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình kiểm coi tâm nó còn loạn. Khi mình nằm mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, kiểm coi tâm nó còn loạn không. Khi mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, kiểm coi tâm mình còn loạn hay không. Nếu kiểm trong bốn tướng đi đứng nằm ngồi mà không loạn thì cái đó gọi là niệm niệm nối liền, thì khế hợp để với hai thời sớm chiều của mình nó sẽ đạt được nhất tâm bất loạn. Hai cái khế hợp nhau là đạt được nhất tâm bất loạn, thì tới đó nhà đạo sẽ thành công trên đường tu. Lời kinh Di Đà sớ sao chép: tâm giả giảng khẩu tụng, nhi tâm bất niệm giả, nhất giả giảng tâm duy niệm tuy niệm, nhị niệm bất nhất giả, bất loạn giả, giảng niệm tuy nhất, nhi hữu thời, hồ bất nhất giả, nhất tâm bất loạn, tịnh nghiệp chi năng sự tất hỷ. Nghĩa là nói là tâm nhằm loại trừ chuyện miệng niệm tụng. Tức là nói tâm tức là mình niệm trong tâm chứ không có niệm ngoài miệng. Mình niệm ngoài miệng thì trong tâm không có niệm, vì vậy nó còn loạn. Mà niệm trong tâm là đoạn ngay cái gốc, cho nên nó hết loạn. Tâm chẳng niệm nhất, nhằm loại trừ trường hợp tâm tuy niệm nhưng miệng, nhưng niệm chẳng chuyên nhất. Tâm chẳng niệm nhất, nhất là nhất tâm đó, nhằm loại trừ trường hợp tâm tuy niệm nhưng mà niệm chẳng nhất. Hồi nãy là tâm niệm miệng chẳng niệm, tưởng là được rồi. Nhưng mà bây giờ người ta nhồi thêm cái nữa: tâm tuy niệm nhưng mà loại trừ tất cả vọng niệm ơi. Tâm tuy niệm nhưng mà có cái niệm chẳng chuyên nhất. Đó, tới đó hành giả kiểm được hai trường hợp đó rồi, tâm niệm, miệng niệm, tâm niệm, và đã hết loạn, thì đó gọi là bất loạn, là loại trừ được trường hợp gọi là niệm tuy chuyên nhất nhưng có lúc chẳng chuyên nhất. Nhất tâm bất loạn thì tịnh nghiệp mới có thể hoàn tất. Niệm tuy chuyên nhất tức là nhất tâm bất loạn nhưng mà nó vẫn còn có lúc. Đến khi nhất tâm bất loạn mà trường kỳ như vậy, cho đến cái ngày mình sắp đi đó ha, thì mình tỉnh táo, bình thản, mình vui vẻ với tất cả gia đình, với xóm riềng, với đồng đạo, gương mặt của mình, tướng của mình tự nhiên nó khoan thai, công đức nó viên mãn. Rồi mình báo với gia đình, báo với mọi người: ngày mai lúc giờ nào đó tôi phải đi sao, sao Phật Di Đà đến rước tôi sao. Thì tới đó hoàn chỉnh tâm mình, không có cái gì trong đó, chỉ có Phật hiệu với cái Tây Phương Tâm Thánh mà thôi, không có cái gì trong đó hết. Thì lúc đó mới là nhiệm mộc, thì chính đó là công đức chẳng xiết nghi bàn, thì được có thể chư Phật hộ niệm. Bây giờ mình đọc một đoạn nha. Lòng vui không chỗ lường, tình thương không vật sánh. Một khi cái người niệm Phật đó mà đạt đến cái chỗ đó đó, thì cái niềm vui tự tâm không có gì lường được hết. Cái tình thương đối với mọi người mọi vật không có cái gì sánh kịp, nó lạ lùng chưa từng có. Khai thác cái tâm màu nhiệm của mình nó là như thế. Thật là tâm từ bi, thật là ý Phật Thánh. Tâm đó chính là tâm từ bi của Phật, ý đó chính là ý của Thánh của Phật, tức là Phật Tiên. Hỡi kẻ ở hồng trần, hỡi người ta bà cảnh, muốn cùng Phật sanh cư phải vui thương bá tánh. Người niệm Phật phải biết tất cả mọi người là mình. Mình niệm Phật không phải vì mình mà vì tất cả mọi người. Thì cái tâm đó là cái tâm không có cái gì sánh được. Chính tâm đó là tâm Phật đó, là niệm Phật nó mới phù hợp. Nghiệp chướng chớ đeo mang, nợ thế gian trả rảnh. Người niệm Phật không nên tạo thêm nghiệp chướng, bởi vì mình niệm đoạn trừ vọng niệm, đoạn trừ ác nghiệp, đang giáng sinh cực lạc. Nếu tạo thêm nghiệp chướng thì nghiệp chướng nó chướng ngại cho mình, thì con đường đi cực lạc còn khó khăn lắm. Cho nên nghiệp chướng chớ đeo mang, nợ thế gian trả rảnh. Chẳng những nghiệp chướng không đeo mang mà nợ thế gian trả hết luôn. Nợ thế gian tức là cái nghiệp thế gian của mình đó, nợ bằng nợ nghiệp đó, từ xưa tới giờ nó còn cái gì trả hết. Trả hết một cách làm sao đó, tùy theo cái nhân duyên của mỗi người. Không phải chứ không tự động mình nguyện trả hết nghiệp mình đi, cái bản nguyện mình chưa đủ tiêu chuẩn đó mà phải nhờ Phật lực. Nhưng mà trả hết tức là khi cái nghiệp nào đến, mình vui vẻ chấp nhận, không có phiền não, không có giận hờn. Bởi vì mình biết mình sắp rời khỏi cõi khổ đau này, cõi phiền não, cõi u uất này rồi, cõi sanh tử luân hồi này rồi. Thì giờ mình biết sắp rời khỏi cõi này thì mình đi chỗ khác là chỗ an vui màu nhiệm. Vì vậy cho nên hoan hỷ bỏ cái này đặng mà đi. Còn nếu còn phiền não, còn cố chấp thì mình chấp nhận ở đây nữa mình chưa có đi được, vì đó là nó chướng ngại cho mình. Nợ thế gian trả rảnh, tới đó mới rảnh tay. Nhất tâm niệm Di Đà, trì chí lo đạo hạnh. Trong lòng của mình chỉ có đạo đức, chỉ có A Di Đà Phật mà thôi.
Trong lúc nào tâm và trí cũng là Di Đà, lúc nào trí và tâm cũng là Di Đà, chỉ một mực là Di Đà mà thôi. Trong không rối loạn tâm, niệm vậy đó hen. Bên trong không rối loạn tâm, tức là tâm bên trong nó không có rối loạn, tức là niệm lúc nào cũng Nam Mô Di Đà Phật, không mà cái gì chen vô đó được mà rối. Ngoài chẳng biều díu cảnh, tức là nhìn cảnh đời bên ngoài không có ham mến gì hết, không có dùa hốt về, không có đeo mang nữa, không ô nhiễm nữa, gọi là ngoài chẳng biều díu cảnh. Tới lúc đó tâm mình rộng tở khoảng hư không. Xưa tới giờ cái tâm mình ở một chỗ trong cái nhà này thiệt á, mình có cái nhà thì cái tâm mình nó cỡ bằng cái nhà này thôi chứ nó không lớn nữa. Qua tới nhà người ta là nó không chịu đó, là cái đó tâm chúng sanh đó chứ không phải tâm Phật. Và cái tâm Phật tức là rộng cả hư không đó. Tất cả chúng sanh trên thế giới này mình đều thương yêu hết, thì chính đó là tâm Phật. Sáng rộng tở khoảng hư không, sáng như mặt nhật ánh. Nó rộng tở khoảng hư không tức là cái tâm mình nó thanh tịnh như hư không, mà sáng như mặt nhật ánh tức là cái trí tuệ nó sáng giống như mặt trời vậy, không có chỗ nào không soi đến. Đạt đến chỗ này rồi không còn lời so sánh. Người niệm Phật đến đây rồi không còn cái lời lẽ nào để nói được nữa, vì là vô ngôn, không còn nói được nữa. Sức màu nhiệm đó chỉ mình trong tâm mình biết. Chỉ có cái người niệm Phật cùng với mình như vậy biết với mình. Và chỉ có Bồ Tát chư Phật biết với mình mà thôi, chứ còn người thế gian không ai biết được cái tâm mình như thế đó. Có được khi họ đánh giá của mình không có đúng nữa. Vậy thì thưa với quý vị, đề tài một kiếp về Tây tập 13 niệm Phật tăng trưởng công đức tiếp theo đó, mình bàn tới đây mình tạm dừng. Coi như là mình xong cái tập 13. Và mong rằng tất cả chư quý vị đồng đạo mình, cũng như tất cả mọi người, chúng ta nên biết rằng vạn vật trên đời nó giống như là cúc mai. Mà đã là cúc mai thì không sớm thì chiều, không nay thì mai nó sẽ tàn. Vinh hoa phú quý, tài sản con người chỉ là một kiếp này mà thôi, không có dài. Sớm muộn rồi, dù nó không tàn mình cũng bỏ nó mà thôi, chứ mình không có tồn tại được nữa. Thì chỉ có nhìn lại cho thật rõ, chỉ có đạo của Đức Phật thôi, chỉ có Thích Ca đạo vị quyền sâu mà thôi. Thì bây giờ biết cái quyền sâu, biết cái màu nhiệm, cái an vui như vậy để thụ hưởng, thì rạch tim xem được một bầu linh quang. Ráng mà tu tập, ráng mà trao sửa tâm tánh của mình để cho cái bầu linh quang này nó màu nhiệm ha. Gọi là nếu ai biết sửa tâm linh mới màu, để cho nó sáng ra, để tu tập, để chờ cái ngày giảng sanh cực lạc, để chờ cái ngày học đạo hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh. Thì đó là cái nhiệm vụ chính của mình, còn tất cả chỉ là mộng ảo ha. Tất cả chỉ là cụm mây trước gió, chỉ là bọt nước giữa dòng mà thôi. Thậm chí kể thân con người chúng ta cũng thế, không có cái gì tồn tại hết. Mong rằng chúng ta hiểu thêm về giáo lý Đức Thầy, và chúng ta cố gắng niệm Phật. Niệm Phật cho siêng, niệm Phật cho bền, niệm Phật cho an lạc. Niệm Phật phải từ niệm từ tâm, niệm Phật phải biết danh hiệu Phật, niệm Phật phải đoạn niệm chúng sanh, niệm Phật phải niệm cho được tới nhất tâm. Hãy ráng cố gắng. Nếu chúng ta ráng cố gắng như vậy thì công đức không thể nghi bàn. Nếu chúng ta ráng cố gắng như vậy thì Đức Phật, chư Phật mười phương hộ niệm chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ thành công, không có gì khác lạ. Đã có chư Phật lo rồi, mình khỏi cần phải lo nữa. Chỉ ra công niệm Phật là chúng ta thành công. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngọc Tâm cũng xin cảm ơn quý đồng đạo cũng như chú Mừ đã đem cái duyên lành đến nhà của Ngọc Tâm để cho mọi người nương theo cái pháp môn niệm Phật một kiếp về Tây của chú Mừ đã giảng giải cho mọi người để có niềm tin để mà niệm Phật đến ngày giải thoát. Một lần nữa cảm ơn chú Mừ và đồng đạo rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật.